Huyện đoàn Yên Khánh vừa tổ chức hội thi dân vũ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ 4 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện với các tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu thương của gia đình, mái trường và tình bạn trong sáng. Đây là sân chơi bổ ích năng động, truyền nhiều cảm hứng cho các em học sinh trung học phổ thông, thể hiện cá tính, bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội.